AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7. Ở bài hôm trước thì các bạn đã tìm hiểu về tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện rồi. Và bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tác dụng từ trước nhá. Thì ở trên này, đây chính là cái hình ảnh nam châm vĩnh cửu. Thì các bạn đã biết được rằng nam châm vĩnh cửu của chúng ta có tính chất từ đúng không nào? Và nó có khả năng là hút các vật bằng sắt hoặc bằng thép. Và nó có hai từ cực, mỗi nam châm thì đều có hai từ cực. Và ở mỗi hai cái từ cực này thì ở đó có từ trường mạnh nhất và nó hút các vật bằng sắt bằng thép mạnh nhất. Và nó còn có khả năng là làm quay kim nam châm nữa. Vậy thì bây giờ người ta đã chế tạo một vật như sau. Thì các bạn quan sát cho cô, đây là một lõi sắt non và nó được quấn xung quanh nó bằng những cái dây dẫn mảnh có vỏ cách điện. Thì ở đây sẽ tạo ra thành một cuộn dây. Và khi người ta nối cái cuộn dây này với một nguồn điện và với một công tắc khóa K, thì khi đó khi người ta đóng cái công tắc khóa K này lại thì người ta thấy nó trở thành một nam châm điện đó. Vậy thì bây giờ người ta sẽ thử xem khi cuộn dây này trở thành một nam châm điện thì nó có khả năng hút các vật bằng sắt bằng thép và có khả năng làm quay kim nam châm hay không. Thì các bạn cùng quan sát cho cô. Đây, khi mà người ta đóng khóa K lại thì người ta thấy rằng là những cái đầu của nam châm điện nó hút những cái mạt sắt và những cái đinh nhỏ, những cái mẩu dây đồng. Và khi mà người ta đặt cái kim nam châm và đóng dòng điện khóa K lại thì người ta thấy kim nam châm bị một cực của nam châm điện hút và cực kia thì bị đẩy. Và nếu như người ta có đổi lại đầu dây thì người ta sẽ thấy cái cực mà bị hút của kim nam châm kia bây giờ trở thành đẩy và cái cực đẩy thì trở thành hút. Như vậy là người ta có kết luận rằng nam châm điện được tạo ra là cuộn dây quấn quanh lõi sắt non và có dòng điện chạy qua. Và nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và nó hút các vật bằng sắt bằng thép. Và từ đây thì người ta cũng đưa được ra kết luận đó chính là dòng điện thì có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. Rồi, vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau khảo sát xong tác dụng từ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem tiếp với tác dụng từ này thì nó có ứng dụng nào ở trong đời sống. Thì người ta thấy rằng khi mà người ta tăng cái cường độ của dòng điện lên thì người ta thấy cái lực từ hút của nam châm điện đó nó lại càng mạnh. Và từ đây người ta đã chế tạo ra những cái nam châm điện khổng lồ để được ứng dụng ở trong công nghiệp và để nó có thể đưa được những cái vật rất là nặng lên trên cao giống như là một container hoặc những cái đồ vật nặng khác nữa. Và nam châm điện được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một ứng dụng nữa của tác dụng từ của dòng điện, đó chính là chung điện. Thì ở hình vẽ này, các bạn nhìn thấy cho cô là cái chung điện mà chúng ta thường nhìn thấy hàng ngày đúng không nào? Và ở đây chính là cái sơ đồ cấu tạo của một cái chiếc chung điện của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem nguyên lý hoạt động của chiếc chung điện của chúng ta nhé. Thì các bạn quan sát này, ở trên này chúng ta có những bộ phận như sau. Đây là nguồn điện này, đây là công tắc khóa K, đây là chốt kẹp, đây là lá thép đàn hồi, miếng sắt được tì sát với tiếp điểm và đây là cái đầu gõ chuông. Và đây là cuộn dây của chúng ta. Cái chỗ màu xám này, thanh này, đây chính là lõi sắt. Khi lõi sắt mà được cuốn nhiều những cái dây dẫn mảnh có vỏ cách điện thì như ở trên cô đã nói, nó trở thành một cuộn dây đúng không nào? Và khi cuộn dây của chúng ta mà có dòng điện chạy qua thì nó trở thành một nam châm điện đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ các bạn cùng quan sát trên hình ảnh cho cô sẽ nói về nguyên lý hoạt động của chiếc chung điện nhé. Thì các bạn nhìn thấy ở trên hình là khi mà chưa có dòng điện chạy qua, tức là công tắc của chúng ta đang mở, thì các bạn thấy miếng sắt này nó đang tì với tiếp điểm đúng không nào? Đó. Nhưng mà nếu khi chúng ta đóng cái công tắc này lại thì lập tức là có dòng điện chạy trong mạch này, thì lúc đó cuộn dây của chúng ta trở thành một nam châm điện.
Mà nam châm điện thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ hút cái miếng sắt này. Nó hút miếng sắt này lại thì lập tức đầu gõ chuông sẽ gõ vào chuông, lúc đó sẽ có tiếng reo lên. Và khi cái đầu gõ chuông này gõ vào rồi thì các bạn thấy là cái miếng sắt bị cái nam châm điện này hút, thì cái chỗ tiếp điểm ở đây của chúng ta bị gì? Bị hở. Vậy khi gõ một cái tiếng reo lên thì mạch của chúng ta bị hở tại ngay cái tiếp điểm này, thì lúc đó dòng điện ở trong mạch của chúng ta lại bị tự động ngắt. Tự động ngắt thì lúc này cuộn dây của chúng ta không còn là nam châm điện nữa, bị mất từ tính. Mất từ tính thì miếng sắt sẽ bị cái lá thép đàn hồi này kéo về, nó kéo về tì vào tiếp điểm. Đấy. Nếu như mà cái công tắc này của chúng ta vẫn cứ đóng, đó, vẫn cứ đóng, thì khi cái lá thép đàn hồi nó kéo miếng sắt về tì vào tiếp điểm thì lúc này mạch của chúng ta lại gì ạ? Lại kín. Lại kín thì lại có dòng điện chạy qua, mà dòng điện chạy qua thì lúc này cuộn dây của chúng ta trở thành nam châm điện. Nam châm điện thì lại hút miếng sắt, hút miếng sắt thì đầu gõ chuông lại gõ vào chuông. Vậy cứ như thế, công tắc của chúng ta không đóng thì chúng ta sẽ thấy những cái tiếng chuông nó sẽ kêu liên tục và mạch của chúng ta tự động đóng ngắt. Đó, vì thế mà chúng ta nếu như cứ ấn chuông mãi, cứ dí nút này mãi thì tức là đây chính là cái nút đóng công tắc mạch điện, thì chúng ta sẽ thấy chuông kêu rất là nhiều lần. Vậy đây chính là cái nguyên lý hoạt động của chuông điện đã dựa vào tác dụng từ của dòng điện. Tiếp theo thì các bạn quan sát cho cô, đây là rơ le điện, cũng là hoạt động trên tác dụng từ của dòng điện, thì nó cũng là, nó giống như là một cái công tắc hoạt động bằng điện như các bạn ạ. Đấy, nó có thể đóng ngắt mạch điện bằng những cái tần số rất lớn. Với con người của chúng ta thì không thể đóng nhanh được bằng điện được, vậy người ta sẽ sử dụng rơ le điện để đóng ngắt mạch điện với những cái tần số rất là lớn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang tác dụng hóa học của dòng điện nhé. Chúng ta cùng nhau sang phần tác dụng hóa học của dòng điện. Các bạn quan sát cho cô thơ sơ đồ thử nghiệm sau đây. Thì ở đây người ta dùng một ắc quy này, nguồn điện là ắc quy, công tắc bóng đèn, và ở đây là hai thỏi than được đấu với cực dương và cực âm của nguồn điện. Và ở trong này thì nó là dung dịch muối đồng sulfat. Đây là nắp nhựa. Thì khi mà người ta đóng khóa K thì sẽ có dòng điện chạy trong mạch, thì các bạn cùng quan sát thí nghiệm cho cô nhé. Người ta đóng khóa K thì các bạn thấy bóng đèn sáng. Đó. Bóng đèn sáng, và sau một thời gian thì người ta sẽ thấy là cái thỏi than được nối với cái cực âm của nguồn điện thì nó đã chuyển từ màu đen của thỏi than biến thành cái màu hơi gạch đỏ, đó chính là cái màu của đồng sulfat. Vậy thì từ đây người ta thấy rằng là ở trong cái mạch điện này nó là mạch điện kín và có dòng điện chạy qua làm cho bóng đèn sáng. Vậy thì chứng tỏ rằng cái dung dịch muối đồng sulfat này là một chất dẫn điện. Và khi đó thì người ta thấy rằng là đồng đã bị tách ra và nó bám vào trong cái cục thỏi than được nối với cái cực âm này, thì từ đây người ta có kết luận rằng dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp vỏ bằng đồng. Vậy thì từ cái việc mà dòng điện có tác dụng hóa học này, nó có tác dụng là tách đồng để bám vào một cái cực khác, đó là cái cực âm của nguồn điện, thì người ta đã ứng dụng cái đó để người ta làm trong những cái công nghiệp, đó là đúc đồng này, mạ những cái đồ mạ vàng, mạ bạc. Đây là đúc đồng này, đúc thành những cái hình tượng này. Chúng người ta mạ đồng, mạ vàng, mạ bạc vào những cái đồ trang sức này, người ta tinh luyện những cái kim loại của chúng ta, và còn được dùng để làm nạp điện cho ắc quy nữa. Rồi, vậy thì đây chính là cái tác dụng hóa học của dòng điện. Chúng ta sẽ cùng nhau sang tác dụng sinh lý của dòng điện nhé. Chúng ta cùng nhau sang phần tìm hiểu tác dụng sinh lý của dòng điện nhé. Thì dòng điện của chúng ta có mặt lợi và có mặt hại.
nó hại như thế nào nếu như mà các bạn sử dụng điện, các bạn sờ tay trực tiếp vào những cái sợi dây điện trần, hoặc là khi các bạn sửa chữa các bạn không biết cách an toàn khi sử dụng điện, thì chúng ta chẳng may để cho dòng điện đi qua cơ thể người thì nó sẽ có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của con người. Nhẹ thì sẽ làm co giật cơ, nặng thì nó sẽ làm cho tim của chúng ta ngừng đập, ngừng thở, hoặc là nó sẽ làm cho chúng ta tê liệt toàn bộ những cái hệ dây thần kinh của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần phải thận trọng khi mà chúng ta sửa chữa điện, chúng ta dùng điện, và nhất là ở cái mạng điện trong nhà của chúng ta, với cái mạng điện thế là 220V, nếu như chúng ta trực tiếp chạm vào nó thì nó sẽ rất gây ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta nhá. Như vậy là các bạn cần phải cẩn thận cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái mặt lợi của dòng điện. Thì dòng điện cũng được ứng dụng để ở trong những cái, trong y học của chúng ta để chữa một số bệnh. Thì các bạn quan sát cho cô hình ảnh đầu tiên đây. Thì đây chính là người ta đã sử dụng cái xung điện, xung tần số thấp hoặc là xung trung tần, để chữa cho những người bệnh giảm đau cơ, đau khớp. Hoặc là đây chính là phương pháp sốc điện để chữa cho những người mà bị bệnh về tim mạch. Những cái ca cấp cứu cần phải nhanh thì người ta sẽ sử dụng phương pháp sốc điện. Hoặc đây là phương pháp tâm điện đồ, thì người ta dùng phương pháp tâm điện đồ để đo huyết áp, đo nhịp tim của người bệnh. Hoặc đây chính là cái máy để châm cứu, hoặc là chúng ta có những cái máy để massage bằng điện nữa. Thì những cái đấy giúp cho điều trị sức khỏe của chúng ta được tốt hơn. Hoặc là ở trong sinh học thì cũng được, dòng điện của chúng ta với tác dụng sinh lý thì cũng được ứng dụng trong sinh học là để kích thích sự tăng trưởng của cây trồng. Các bạn nhìn thấy đây, để cho cây trồng nhanh ra hoa đơm trái, thì buổi đêm người ta hay thắp đèn. Đó, thắp đèn thì để cho cây nhanh quang hợp, thì như vậy sẽ kích thích được sự tăng trưởng của cây trồng. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu những tác dụng của dòng điện, đó chính là tác dụng hóa học này, tác dụng từ này và tác dụng sinh lý rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng những kiến thức đấy để làm các bài tập nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau sang dạng 1. Dạng 1 là tác dụng từ của dòng điện. Thì ở đây các bạn hãy vận dụng cho cô, dòng điện có tác dụng từ, tức là nó có thể trở thành nam châm điện. Cuộn dây của chúng ta khi mà nối với mạch điện kín thì trở thành nam châm điện. Và khi đó thì nam châm điện có khả năng là hút các vật bằng sắt, bằng thép, hoặc là nó có khả năng làm cho kim nam châm quay. Và tác dụng từ của dòng điện của chúng ta làm cho kim nam châm quay. Vậy thì bây giờ các bạn hãy vận dụng những kiến thức đó để chúng ta làm các bài tập cụ thể nhé. Chúng ta cùng vào bài 1 nào. Chuông điện hoạt động là do, các bạn cùng đọc 4 phương án cho cô nào. A là tác dụng nhiệt của dòng điện. À, chuông điện của chúng ta hoạt động là nhờ tác dụng từ cơ. Vậy thì phương án A là phương án loại. Phương án B, tác dụng từ của thỏi nam châm, mở ngoặc cả nam châm vĩnh cửu gắn ở trong chuông điện. À, cô đã phân tích cho các bạn nguyên lý hoạt động của chuông điện rồi đúng không nào? Thì ở đó có nam châm vĩnh cửu không ạ? Ở đó là nam châm điện cơ. Vậy thì ý B này cũng là sai. Tiếp theo, phương án C là tác dụng từ của dòng điện. Chuông điện của chúng ta hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện. Vậy phương án C là phương án đúng. Phương án D, tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện. Thì ở đây không phải là tác dụng hút và đẩy của vật bị nhiễm điện, mà chúng ta phải là tác dụng từ của dòng điện cơ. Vậy thì các bạn khoanh cho cô phương án C. Bài 1 chúng ta chọn phương án C, rồi chúng ta sẽ cùng sang bài tập tiếp theo nào. Chúng ta cùng nhau sang bài 2 nào. Bài 2, phát biểu nào dưới đây là sai. À, ở trong cái bài này thì chúng ta sẽ phải chọn phương án sai, cái phát biểu sai. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm phát biểu đúng, sẽ dễ hơn là chúng ta tìm phát biểu sai đúng không nào. Rồi chúng ta cùng đọc phương án A nhé. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua thì có khả năng hút các vật bằng sắt thép. À, khi mà cuộn dây của chúng ta quấn quanh lõi sắt và có dòng điện chạy qua thì nó sẽ trở thành một nam châm điện. Thì khi đó nó có khả năng hút các vật bằng sắt và thép. Vậy thì phương án A của chúng ta là phát biểu đúng. Tiếp theo phương án B nào. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua thì có khả năng làm quay kim nam châm. À, khi mà nó đã trở thành một nam châm điện rồi thì nó cũng có khả năng làm quay kim nam châm. Vậy thì đây cũng là một phát biểu đúng. Tiếp theo
Phương án C là cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có khả năng hút mọi vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm. À, nếu như ở phương án C này bạn nào mà không đọc kỹ thì bạn ấy cũng cho phương án C này là phương án đúng này. Bởi vì là cùng cuộn dây quấn quanh lõi sắt, nhưng mà ở đây thiếu điều gì ạ? Thiếu khi có dòng điện chạy qua. Phương án C này không có cụm từ đấy. Vậy thì nếu như không có dòng điện chạy qua thì nó có trở thành nam châm điện không ạ? Nó không trở thành nam châm điện thì nó sẽ không thể hút được những vật bằng sắt, bằng thép và cũng không làm quay kim nam châm. Vậy thì phương án C này chúng ta sẽ thấy nó là phát biểu sai. Chúng ta đọc tiếp phương án D nhé. Phương án D là cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có vai trò như một nam châm. Đúng rồi, khi mà có dòng điện chạy qua thì nó sẽ trở thành một nam châm. Vậy thì đây là phát biểu đúng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được phương án C là phát biểu sai và là phương án mà chúng ta cần chọn. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau sang bài tập tiếp theo nhé. Chúng ta cùng vào bài 3 nào. Bài 3, khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc thì dòng điện đã gây ra các tác dụng nào? À, chúng ta thấy rằng máy sấy tóc là để nó tỏa ra nhiệt và làm khô tóc của chúng ta, đúng không nào? Và nó hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt. Và các bạn thấy rằng cái motor của nó quay ấy, thì nó là dựa trên tác dụng từ. Vậy thì máy sấy của chúng ta là dựa trên hoạt động tác dụng từ và tác dụng nhiệt. Vậy thì các bạn xem cho cô trong 4 phương án nào nói lên cái tác dụng từ và tác dụng nhiệt thì chúng ta sẽ khoanh nhé. À, chúng ta sẽ thấy luôn được đó chính là phương án C. Vậy thì các bạn chọn phương án C cho cô. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sang dạng tiếp theo nào. Chúng ta cùng sang dạng 2. Dạng 2 là dạng tác dụng của hóa học của dòng điện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài tập đầu tiên nhé. Bài tập đầu tiên, khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng thì sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện thì có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện? À, khi mà chúng ta đọc xong đề bài thì chúng ta sẽ thấy ngay là nó sẽ là liên quan đến tác dụng hóa học của dòng điện. Vậy thì các bạn chọn cho cô phương án A, đúng không nào? Rồi, chúng ta chọn phương án A, chúng ta cùng nhau sang bài tập tiếp theo nhé. Chúng ta cùng nhau vào bài 2 nhé. Bài 2 là một người muốn mạ bạc cho một thìa bằng sắt thì người ta phải dùng dung dịch muối gì? Và người ta sẽ nối cái thanh nào với cực dương của nguồn làm bằng gì? Và thanh nối với cực âm của nguồn thì sẽ làm vật gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời từng câu hỏi này nhé. Thì bây giờ nếu như các bạn muốn mạ một loại kim loại đấy vào một cái vật gì thì các bạn hãy dùng đúng cái dung dịch muối của kim loại đấy mạ cho cô. Thì ví dụ như ở đây là một người muốn mạ bạc vào cái thìa sắt thì các bạn sử dụng cho cô cái dung dịch muối bạc. Đó. Hoặc là người ta muốn mạ đồng, mạ vàng thì các bạn sẽ dùng cho cô cái dung dịch muối đồng và muối vàng. Đó. Thì chúng ta sẽ trả lời được ý A đầu tiên, đó là dùng dung dịch muối bạc. Còn ý B là thanh nối với cực dương của nguồn làm bằng gì? Thì với những cái sơ đồ của cái phần thí nghiệm đầu tiên ý, mà cô nêu cho các bạn ý, thì chúng ta sẽ nối cái thanh kim loại với cực dương của nguồn. Và còn cái thanh mà nối với cực âm của nguồn thì chúng ta sẽ nối, đó chính là cái vật mà chúng ta muốn mạ. Thì ở đây là chúng ta sẽ nối cái thanh bạc với cực dương của nguồn và nối với cực âm của nguồn là chính cái chiếc thìa bằng sắt này. Các bạn cùng quan sát hình ảnh cho cô. Và chúng ta sẽ trả lời luôn, đó chính là chúng ta sẽ dùng dung dịch muối bạc. Đó. Chúng ta có thể sử dụng muối bạc nitrat hoặc là muối bạc sunfat. Tiếp theo ý B thì chúng ta sẽ là nối thanh kim loại với cực dương của nguồn điện. Và chúng ta sẽ nối thìa sắt với cực âm của nguồn điện.
và tất cả chúng ta cùng nhúng vào trong cái dung dịch muối nitratoco đó. Thì khi mà có dòng điện chạy qua ở trong cái mảnh này thì các bạn sẽ thấy là cái dung dịch muối bạc nitrat ấy, thì nó sẽ là tách bạc ở trong cái dung dịch muối đó ra, nó sẽ bám dần vào cái chiếc thìa này của chúng ta. Và khi mà cái dung dịch muối bạc này của chúng ta nó bị mất dần bạc thì lập tức là ở cái cực dương này, cái thanh bạc này, nó sẽ tan dần bạc ra và nó lại tan vào trong cái dung dịch muối để nó bổ sung cái bạc vào trong cái dung dịch muối. Và cứ như thế, bạc ở trong dung dịch muối nó bị tách ra, bám vào trong cái chiếc thìa sắt. Còn ở trong cực dương của chúng ta, thanh bạc sẽ tan dần ra và dần dần thanh bạc của chúng ta sẽ mòn. Còn thìa sắt của chúng ta thì được tráng đầy bạc rồi. Như vậy đấy chính là cái cách mà để người ta mạ các đồ vật. Chúng ta sẽ cùng nhau sang dạng tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau sang dạng 3, đó là dạng tác dụng sinh lý của dòng điện. Chúng ta cùng làm những bài tập cụ thể nhé. Bài 1 là nếu như ta chạm vào dây điện trần không có lớp led điện thì dòng điện sẽ truyền qua cơ thể gây co giật, bỏng, thậm chí là có thể gây đến chết người. Thì nó là do tác dụng nào của dòng điện đây các bạn? À thì nó chính là do tác dụng sinh lý của dòng điện, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chọn luôn cho cô, đó chính là phương án A. Rồi, như vậy là với bài 1 này chúng ta chọn phương án A. Rồi chúng ta sẽ cùng sang bài tiếp theo nào. Tiếp theo chúng ta cùng sang bài 2 nào. Bài 2, khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện? À, nó cũng là một trong những biểu hiện khi mà có dòng điện chạy qua thì các cơ bị co giật lại, đúng không nào? Vậy thì đây chính là tác dụng sinh lý của dòng điện. Các bạn chọn cho cô phương án C. Rồi chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài 3. Trong y học, tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng ở trong thì tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng ở trong y học là để chữa một số bệnh, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô phương án A là chạy điện khi châm cứu. Rồi như vậy là chúng ta đã cùng nhau học hết các tác dụng của dòng điện rồi. Và ở chương trình vật lý 7 thì chúng ta đề cập tới tác dụng nhiệt này, tác dụng phát sáng này, tác dụng từ, tác dụng hóa học và cuối cùng là tác dụng sinh lý của dòng điện. Và ngoài những cái tác dụng đó ra thì dòng điện còn có tác dụng cơ nữa các bạn ạ. Thì tác dụng cơ nó được ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như là nó được chế tạo để làm cho động cơ của quạt điện này, máy xay này, hoặc là máy bơm nước này. Đấy thì những cái động cơ điện đó nó hoạt động dựa trên tác dụng cơ của dòng điện. Và một điều nữa thì các bạn cần chú ý cho cô đến tác dụng sinh lý của dòng điện. Và khi các bạn sử dụng điện, các bạn tiếp xúc trực tiếp với điện thì các bạn hãy sử dụng những biện pháp an toàn điện để tránh nguy hiểm tới tính mạng nhé. Rồi cô xin hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.